Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, lên chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh bao rất là đơn giản. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô anh chị nhiều sức khỏe nha. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món bánh bao. Giống như con trai của Ngọc đòi ăn bánh bao thì Ngọc làm cho con trai ăn xong Ngọc chia sẻ luôn nha. Thì Ngọc làm cũng ít thôi à, chứ không có nhiều ha. Cái này là Ngọc làm bột mì đó, bột mì đa dụng đó ha. Giống như thường thường Ngọc hay cái đưa cái hiệu bột mì ra đó. Cái gói bột mì Ngọc ăn đây này, Ngọc làm sắp hết rồi nó còn bao nhiêu đâu nha. Đó, bột mì giống như đây một cái cửa này gió cái... giống như là 400g bột mì nha bà các bác anh chị ha. Hả, 400g bột mì rồi giống như họ Ngọc thêm giống như một muỗng ăn canh bột bắp vô vậy đó ha, lưng lưng vậy đó. Rồi cái này là sữa đó, là 400ml nước, ml sữa, giống như mình muốn giống như là thêm nữa, giống như là mình không có biết cái bột mình nó như thế nào thì chút xíu có thêm hay gì thì Ngọc sẽ nói. Mình không muốn sữa thì mình có thể là nước ấm nha ha. Sữa này là Ngọc cũng cho ấm ấm đó, giống như vậy đó. Rồi Ngọc cho muỗng ăn canh đường vô sữa đây nha. Sữa hôm mồ hay là sữa gì Ngọc? Sữa hôm mồ cũng được mà sữa giống như bây giờ vậy nè, mình không có sữa hôm mồ đó, mình lấy cái sữa cà phê này nè, nó càng thơm nữa. Mình lấy cái sữa cà phê này nè, mình bỏ 2 muỗng canh vô rồi mình bỏ nước nóng vô mình quậy. Rồi đầu mình, một là mình quậy đúng 200ml luôn rồi xong rồi, hai là mình quậy 100ml rồi mình bỏ nước lạnh vô cho nó thành cái ấm ha. Thì mình có sữa này, mình làm sữa này cũng được, Ngọc cũng đã từng làm sữa này rồi đó. Cái này, sữa này làm cũng thơm đó. Nhưng khi trong nhà không có sữa đó ha. Rồi Ngọc bỏ giống như nè, giống như cái này, nếu mình muốn ăn cái da hơi ngọt ngọt thì mình bỏ ngọt nha. Còn Ngọc bỏ muỗng ăn canh dung đường vô đây được rồi ha. Đó. Thêm muốn gửi thì có này Ngọc muốn ăn ngọt nha, chứ này Ngọc muốn ăn ngọt ha. Đó, bỏ vào đây. Còn mình thích thì mình bỏ ít thôi. Còn này cái chồng trắng trứng ha, cái salad á, Ngọc bỏ cái chồng trắng trứng vô. Quậy cho nó tan ra. Rồi cái này á là giống như giết á. Đây, giết đây. Là cái này là men đó nha, men bánh mì đó ha. Hả? Ngọc bỏ đó là 1 teaspoon ha, 1 teaspoon men ha. Rồi cái để Ngọc có cái lại cái bột, lấy cái bột nè. Đây nè, cái này 1/2 teaspoon hả? Bột nổi ha. Rồi nếu mình có dầu ăn thì mình bỏ một muỗng ăn canh, không có dầu ăn mình bỏ cái loại mỡ heo này nè ông bà cô bác anh chị ha. Cái loại mỡ heo này mà mình bỏ giống như kiểu là 20g được rồi, ít thôi vậy được rồi, giống như lần hổm Ngọc có làm bánh quê môn đó, Ngọc có ấy đó, vậy thôi, đơn giản ha. Giờ Ngọc bỏ một giống như một muỗng ăn canh lưng bột bắp vô trong cái bột mì luôn nha, đừng mình trộn cho nó dễ. Cái vỏ nó dễ lắm mà các anh chị ơi. Rồi mình nhồi nó giống như nè ha, bỏ vô đây luôn làm cho nó dễ. Đó. Hồi Ngọc sẽ chia sẻ về cái phần nguyên sa đi ha. Rồi bỏ vô đây đi cho nó, mình cho nó nhào sơ sơ cho mặn cá. Cái bột nổi hồi nãy Ngọc nói rồi nha, bỏ vô đây luôn ha. Còn cái này á, cái giết á là Ngọc để vô đây. Bỏ cái giết này á, mình bỏ một chút xíu giống như là đường á, giống như một cái teaspoon đường, xong rồi mình bỏ một muỗng ăn canh nước vô, mình để mình chờ cho nó tan ra hết trơn, là nó phải tan ra nha. Nó tan ra vậy cái mình bỏ vô đây mới được nha. Đó, bỏ vô đây luôn. Nó dễ lắm, nó từng phần vậy thôi. Bây giờ Ngọc cái máy xuống nha. Rồi bây giờ Ngọc cho cái chồng trắng trứng vô luôn nha. Một cái chồng trắng trứng thôi nè. Giống như mình để cho nó giống như là cho nó quyện với nhau trước đi, rồi Ngọc sẽ bỏ cái sữa vô sau, lấy cái cây. Ừ.
Ừ. Bây giờ đó mình bắt đầu từ từ ha. Rồi bây giờ Ngọc bỏ cái dầu, cái nãy cái mỡ heo đó Ngọc nói rồi bỏ vô đây luôn. Thôi cho nó mình xay cho nó dễ. Bây giờ Ngọc chăm từ từ nha. Mình chăm từ từ cái này vô. Cái sữa của mình đó, mình vậy rồi đó. Mình tăng nữa, mình tăng cái mình tăng cái máy mình lên chút xíu cho nó nhồi sơ sơ rồi hồi Ngọc phải đem ra bàn Ngọc nhồi lại. Thơm á. Này mình quậy cái đây mình nhồi cho nó quến lại với nhau đó, nếu mình thiếu thì mình thêm. Vậy đó. Cái này nó như vậy á mà dễ. Mình không thích sữa thì mình có thể làm mà nước ấm được nha bà cô bác chị, chứ không nhất thiết phải sữa đâu nha. Tại Ngọc thì mình giống như mình bỏ sữa thì nó ngon hơn vậy đó. Hết luôn cái 200ml rồi giờ ông bà cô bác chị ơi. Đây còn xíu mình bỏ vô cho nó xong thì nó hết đó. Rồi mình phải để cho nó như là cho nó nhậu chút xíu đi rồi mình đem ra mình nhậu phụ, tại vì cái này Ngọc nhậu nó ít quá ha. Rồi mình ủ nửa tiếng sau mình mới giống như hồi đó rồi mình lại mình ấy nữa. Nếu mà cái bột của ông bà cô bác anh chị mà nó hơi bị khô rồi đó thì mình có thể nha, mình có thể thêm nước chút xíu vậy đó, mình giống như mình nhậu giống như là nó giống như là bột bánh ít vậy đó là được rồi. Mình làm về là cho nó mịn hồn, mình đem ra cái nó mịn rồi thôi, thì cái bột mình nó sốt. Nó quyện lại với nhau rồi đó ra, nó quyện lại thành một khối bột rồi nè. Vậy chứ hồi nữa đó, là mình để nửa tiếng là nó sẽ mềm xuống nó xốp. Bây giờ là bao lâu, bây giờ là mình có chờ hay là mình hồi mình trở lại chắc mình để cho nó ha. Bây giờ là nó xốp rồi nè, nó xốp rồi nè ông bà cô bác anh chị ha. Rồi Ngọc phải nhồi, mình phải nhồi xong rồi mình để đó ha, mình để đó rồi xong rồi Ngọc sẽ chia sẻ về phần nhân nha. Đó bây giờ nó xốp rồi nè, giống như vậy đó, mình phải ủ bột nó. Bây giờ giống như vậy đi rồi mình đi ủ đi ha. Mình ủ đây ha, đó, mình bỏ vô đây, cũng bỏ y chang như cũ là vậy đây. Mình ủ khoảng nửa tiếng nha, Ngọc ủ đây nha, rồi xong rồi mình ủ trong lúc mình làm nhân xong rồi mình quay lại là cái bột mình nó vừa. Vậy ha, bây giờ Ngọc đi ủ rồi Ngọc sẽ trình bày cái vụ nhân này sao nha. Bây giờ Ngọc phải ủ, Ngọc dẹp cái máy hết mới được. Giống như nãy là Ngọc xay là khoảng giống như kiểu khoảng 5 phút phải không? Ở đó chắc không? Không tới đâu, tại vì máy mình làm sao mà cái bột nó giống như vậy là được rồi ha. Khoảng 3-4 phút gì đó, giống như mình cái bột mình á, mình nhồi cho nó vậy rồi xong rồi mình ủ đó gần hồi mình trước lúc mình nắng đó thì Ngọc sẽ nhồi thêm chút xíu nữa cho biết cái này là nó hòa quyện với nhau trơn rồi nè ha. Ok. Ừ, vậy đó. Hello bà các bác anh chị nha. Bây giờ mình trong lúc mình ủ cái bột của mình đó thì Ngọc sẽ đi làm phần nhân nha. Nhân đó thì Ngọc làm bằng củ sắn nha. Củ sắn với mộc nhĩ. Với Ngọc có cho lạc xưởng vô nữa nha. Ngọc có thích cho lạc xưởng vô. Rồi củ hành tím, củ hành trắng. Giống như Ngọc rất là thích ăn trứng muối thì Ngọc cũng có cho trứng muối vô đó nghe. Tại vì lần trước Ngọc có làm cái bánh khoai môn đó thì giống như là Ngọc cũng thích có trứng muối, mà Ngọc làm bánh bông lan Ngọc cũng thích trứng muối, tại Ngọc thích ăn trứng muối ha. Mình không có thích thì mình đừng có bỏ vô. Cái này là tại Ngọc muốn bỏ vô thêm thôi. Rồi thịt bằm. Đây, thịt bằm này ăn phao nha ông bà có bác anh chị. Thịt này có giống như nó vừa mở vừa thịt nè. Ha. Đó, mày mới mua. Phao bỏ vô đây trước đây. Mình dọc đây giống như bây giờ đó là Ngọc sẽ sắc cái đây Ngọc sắc cái cây lạc xưởng này ha, nó giống như là cái hạt lựu vậy đó. Rồi Ngọc trộn vô trong cái thịt này ha, chứ Ngọc không có để riêng, tại vì khi mình ăn đó là nó sẽ có hết luôn.
nó có giống như là vừa có lạc xưởng nha chị Linh, vừa có thịt, rồi giống như mình thì cái nhân này mà mình thích thì mình bỏ giống như cái theo ý của mình đó. Mình thích ăn gì thì mình làm đúng cái đó thôi, kiểu đúng sao đúng. Giống như mình, cái quan trọng là cái vỏ, chứ còn cái nhân thì mình thích giống như mình bỏ vô cho nó thơm á, thì mình bỏ, nhưng mà Ngọc thấy bỏ vô vậy thì nó thơm ha, nên Ngọc bỏ vậy thôi, mình bỏ vô. Rồi sao mà mình ướp trước, Ngọc ướp trước cái nhân, rồi xong rồi mấy cái củ hành, mộc nhĩ rồi đó thì Ngọc mới xào lên nha. Bây giờ mình ướp trước trong đây đi, ướp mấy cái này trước đi, mình để đây đi ha. Rồi Ngọc ướp trước cái thành phần này trước. Ngọc cho 2 muỗng ăn canh đường vô trong cái thịt nha. 2 muỗng ăn canh đường vô đây ha. Ngọc cho một giống như là đây nè, nửa muỗng giống như chicken powder là bột gà bỏ vô đây. Mình bóp trước cho nó cái thịt của mình á, nó quyện với nhau trước đi nha. Còn mấy cái thành phần giống như là củ sắn nè, với nấm mèo rồi đó, là với củ hành rồi đó, là Ngọc nữa xào cho thơm, Ngọc mới bỏ nó vô xào ha. Nhưng mà Ngọc cũng không có xào lạc xưởng, Ngọc bỏ lạc xưởng vô Ngọc bóp thôi. Vậy đó. Bỏ vô bóp luôn đi. Tại mấy cái này nó đã giống như nó hồi đó mình, Ngọc thì không có để trực tiếp cái nhân gời gì, giống như nhân sống vậy đâu, Ngọc cũng sẽ hấp lên sơ sơ. Cái trứng muối này Ngọc nướng rồi nha. Ngọc nướng xong rồi đó, rồi xong có 3 trứng muối Ngọc bỏ vô trong cái air fry, Ngọc nướng giống như 3-4 phút vậy đó, nó chín rồi Ngọc bỏ vô đây luôn nha. Giống như mình bỏ vô đây mình bỏ luôn cho cái nó ngon, cái đó là tại mình thích ăn đó. Cho nên Ngọc không có ốp muối ha. Tại một lát Ngọc xào đó, Ngọc có xào 2 cái lỗ sốt này nữa, cái này là dầu hào với thêm chút xíu cái thịt giống như cái xáo xíu đó. Cái sốt xáo xíu á mà Ngọc hay cái giống như làm giống như chân gà đó. Lúc Ngọc làm chân gà mình có giống như mình có bỏ cái sốt đó đó, thì Ngọc có bỏ cái đó vô cho nên Ngọc không có bỏ muối vô trong đây nha. Thơm rồi đó, bây giờ bỏ một chút tiêu vô, Ngọc lấy tiêu bỏ vô nha. Mình ướp cái này trước đây đi, rồi mình xào rồi mình ra mình ướp vô tiêu nữa nha. Bỏ tiêu vô cái bánh bao tiêu nhiều ngon. Tiêu này là Ngọc chỉ đâm ra nó còn hột lớn hột nhỏ ha. Rồi xong bây giờ đó là Ngọc sẽ sắc hạt lựu hết đi ha ông bà các bác chị. Rồi Ngọc ra Ngọc xào, rồi Ngọc xào như thế nào thì Ngọc chia sẻ đi nghe, chứ bây giờ sắc hạt lựu thì Ngọc nghĩ ai cũng biết sắc ha. Chứ okay. Bây giờ chia sẻ mình ra sao mình xào đi chị Linh ha. Vậy thôi ông bà các bác chị nha. Bây giờ Ngọc xào ha, mà Ngọc chỉ xào giống như là hành hương cho nó thơm ha. Tại vì cái hành hương này Ngọc muốn xào lên cho nó thơm chung với củ sắn với nấm mèo ha. Rồi Ngọc niêm giống như là chút xíu gia vị. Còn cái hành lá nãy Ngọc có để mấy cọng ngò đó, hành lá với ngò với củ hành là Ngọc không có xào nha. Hồi nãy Ngọc bóp trực tiếp cho đó là Ngọc nán thịt với nhân đó thì mình ăn ra cho nó thơm ha. Còn nếu như anh chị không có thích bỏ ngò với hành lá vô thì không cần phải bỏ, chỉ củ hành vậy là được rồi nha. Còn Ngọc thì muốn xào cái này cho nó thơm. Để mình xào lên vậy đó, hầu cái nhân của mình nó thơm á. Rồi Ngọc hay nắng cái nhân tròn tròn. Rồi mình có thể hấp trước khoảng 5-7 phút cho nó chín, hơi chín rồi đó. Tại cái nữa Ngọc cho nó chắc ăn, tại thịt heo bình thường như vậy. Còn anh chị không có thích hấp á, mình để như trực tiếp vô trong cái bánh bao thì cũng được nha. Nhưng mà Ngọc thì thích hấp trước vậy đó. Rồi Ngọc bỏ cái nấm mèo vô, xong mình vào cho nó cho. Mình xào cho nó thơm hết trơn rồi mình mới bỏ vô trong cái thịt đó mình bớt. Giờ cái củ sắn nha, xào củ sắn. Củ sắn này luôn. Cái này mỏng dính chút cho thôi ha. Cho nó thơm lên. Mình ăn không ngán cho đi. Bây giờ Ngọc cho chút xíu dầu, giống như là cái này là dầu hào nha. Đó, dầu hào. Còn đây là cái tư, cái giống như là thịt, cái sốt của sốt xíu nha. Thì Ngọc cũng bỏ một xíu nữa, cái gì mình ăn nó có cái giống như cái nải sốt, nó cũng hơi ngọt ngọt đó. Cho nên rồi cái dầu hào là nó đã mặn rồi, cho nên Ngọc mới không có bỏ muối hồi nãy trong cái ướp thịt đó. Vậy đó.
đó, nó có lên cái màu nè, thơm cái mùi giống như nó có cái mùi giống như sốt chín vậy đó chị Linh. Tại vì cái này là sốt mình, cái sốt mình để mình làm thịt cái trứng bò hổng hoặc làm trứng gà đó, mà cũng xài cái trứng gà mà cùng chảo đó ha. Tại vì nó cái đó như vậy mình phải dùng chút xíu đường trong tay cho nó có điện rồi, coi như là xong rồi đó nha bà cô anh chị. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ vô đây cho nó hơi nguội xíu, Ngọc bóp vô trong cái thịt này nè, Ngọc cho nó nguội, Ngọc bỏ vô đây cho nó nguội, Ngọc sẽ bỏ hết chung vô đây bóp, định cho nó giống như mình làm một cái nhân nha, rồi bỏ chung vô luôn đó, là làm một cái nhân gửi trong đó, thì Ngọc sẽ bỏ một cái giống như hột gà luộc hay là trứng cút gì đó tùy mình nha. Hả? Nhưng mà mình phải chờ nguội mình mới bỏ vô được ha. Thì bây giờ đây để đây cho nó nguội đi. Đây vậy chừng nào nguội đi rồi xong rồi mình nhìn nhìn dò cái nạp dò nhân nó rồi đi rồi xong rồi chia sẻ tiếp. Đúng rồi, okay. Biết được. Luôn bà cô bác chị nha. Đó. Bây giờ đó Ngọc đem lên cái nãy cái củ sắn Ngọc xào với nấm mèo ha, với mà củ hành tím đó. Thì Ngọc để nguội xong rồi Ngọc bỏ vô trong cái tô thịt rồi nãy là hành lá ha, hành lá với hành trắng đó với ngò gí này, Ngọc nói Ngọc mầm nhuyễn rồi đó, thì Ngọc bỏ vô Ngọc trộn hết trơn lên, Ngọc cho hết một giống như Ngọc thích ăn dầu mè cho nên Ngọc bỏ một chút xíu dầu mè vô ha, một teaspoon vậy đó. Rồi bây giờ đó là Ngọc không có bỏ chân, tại trong đây nó có lạp xưởng đồ hết đầy đủ hết trơn rồi, trứng muối rồi, thì bây giờ Ngọc chỉ bỏ cái mình có trứng cút thì mình bỏ trứng cút nha, còn mình Ngọc thì không có trứng cút cho nên Ngọc bỏ trứng gà luộc đó, Ngọc bỏ gốc tơ trứng gà vô, Ngọc nắng vậy nè đó, vậy là xong. Bây giờ Ngọc đem ra ngoài sau á, Ngọc bỏ lên trên cái sửng của Ngọc đó ha, Ngọc sẽ trần sơ ngang qua giống như là mình khoảng 5-7 phút à, chứ Ngọc không có làm cho nó tới quá trời chín, nhưng mà mình giống như Ngọc cái này là thịt heo cho nên Ngọc sợ ha, Ngọc hắt qua khoảng 5-7 phút vậy đó, rồi là Ngọc đem ra là Ngọc nắng bánh vậy đó. Thôi Ngọc mời bà cô bác anh chị xuống ngay với nhà sau đi, mình bỏ vô trước nha, rồi mình mới lên nhà trên mình chuẩn bị nắng bánh. À, xong luôn rồi. Bỏ vô. Hơi nóng nha. À, bỏ vô đó, Ngọc cứ bỏ vậy thôi nha. Nó đã hốc rồi. Giờ Ngọc bỏ vô vậy đó là giống như là khoảng 7 phút hay gì nó đang nước đang sôi mà. Ok. Thì xong. Xong rồi đem ra nữa rồi. Bây giờ là chừng nào Ngọc đem lên, bây giờ Ngọc sẽ chuẩn bị giống như Ngọc chuẩn bị cũng nước nóng đồ đàng hoàng trên vậy đó. Mình hấp cái này á bà các anh chị thì mình phải cần bỏ giấm nha. Mình cho khoảng một muỗng ăn canh giấm vô trong cái nước mà để mình hấp nha. Mình hấp bánh bao ha, mình nấu sẵn ở đây. Đó, vậy thôi. Ngọc để đây. Ngọc chờ nha, mình nắng bánh mình cũng phải để cho bánh nó nở ra rồi mình bắt đầu phải đi hấp chứ không phải nắng bánh xong hấp liền được. Okay. Hello bà cô bác anh chị nha, Ngọc phải đứng lên trên cái chờ cao chút xíu, Ngọc cán. Thì giống như hồi nãy mình ủ xong mình đem ra đó là giống như mình nhồi nhồi lên chút xíu đó, thì bây giờ Ngọc phân ra giống như mình bao nhiêu nhân thì mình phân ra thành cái bao nhiêu viên nhân thì mình phân ra bao nhiêu vỏ ha. Nhưng mà Ngọc thì nói rồi, không Ngọc có khéo ha. Thì bây giờ mình cán thì người ta khéo thì người ta cán là giống như kiểu cầm lên á. Rồi sao mà giống như người ta vậy nè chị Linh. Nhưng mà còn Ngọc thì làm không được đâu. Mình chỉ biết vậy thôi nha. Đó. Nắng sao ra thành hình cái bánh bao thôi chứ còn còn nếu không thành hình bánh bao thì thành bánh ít bánh gì đi cũng được nha. Chứ còn còn giống như thợ thì không được rồi đó. Ngọc thì không có cái thiếu đó đâu nha. Đó. Nhưng mà làm này nhớ má mì quá à Ngọc. Má mì làm gì? Hồi xưa má mì làm này lúc mình mới qua làm cho mình ăn đó. Bánh bao nè. Giống như đựng sách đó. Đang đi làm đó. Xong rồi bây giờ đó ha. Bây giờ là mình cứ nắng vô nha. Thì Ngọc nắng đại thôi nha bà cô anh chị. Ngọc không có giỏi gì mấy cái này ha. Thì mình nắng sao thành cái hình bánh bao là được rồi nha. Thì Ngọc nghĩ là nắng hầu thì nó cũng thành thôi, hễ sao nó vô trong cái nó có cái viên nhân trong đó được rồi, chứ còn nắng giống như mấy anh chị mà nắng thành giống như mấy người thợ thì chắc Ngọc không có nha, không làm được nha. Đó thì gắng cố gắng thôi nha, thì cái đầu tiên lúc nào cũng vậy, cho nên mình gắng cố gắng đi đó. Rồi bây giờ Ngọc gắng cố gắng vậy thôi. Mày Việt Nam nắng khéo ha, Việt Nam nắng khéo là mình không biết nắng đâu, mình chỉ giống như ở nhà thích ăn thì mình con cái mình thích thì mình làm, mà giờ nó có bán cái khuôn nhưng mà cái khuôn đó mình bỏ vô nó cũng không được.
đã ha. Thì Ngọc đang đại khái vậy nha. Bây giờ Ngọc bỏ ở đây Ngọc ủ tiếp đó. Thì cái bánh bao Ngọc nè xấu xí vậy đó, mà không biết Ngọc nó hấp lên, nếu mà nó lợi hại nó ngon thì được rồi ha. Mình bỏ vô đây. Nhưng mà làm ủ bao lâu? Ủ giống như cho nó hơi nở nở cái bánh lên chút xíu nữa nha. Mình phải ủ cho nó nở nở cái bánh lên. Giống như vậy Ngọc này cũng phải nắng cái trước này thấy không? Mình ủ là bột nó mềm liền này thấy không? Tại vì mình phải bỏ vô mình ủ cho cái bột nó mềm lên đó ha. Cho nó bột nó hơi nở nở lên chút xíu. Rồi mình bắt đầu mình đậy nắp lại, hồi cái bột nó nở lên mình hãy đi hấp chứ đừng hấp liền nha. Đó, vậy thôi. Bây giờ thì Ngọc nán chừng nào xong á thì Ngọc chia sẻ tiếp nha. Chứ bây giờ là chỉ vậy thôi đó. Nắng bánh bao Ngọc nghĩ chắc ai cũng biết nắng, mà thì nắng đại đi, Ngọc cũng đâu biết nắng đâu. Nắng đại đó. Nắng đại đi, nắng đại chỉ có ăn thôi, làm cho vui mà là mình chia sẻ. Đúng rồi, ở nhà mình làm mình ăn mà đâu, mình đâu phải đi thợ đâu đúng không? Đó, ngoài gì thì cán bỏng. Ngoài gì làm cái này nữa luôn đi. Ở ngoài gì thì mình cán cho nó mỏng ha. Tại nãy Ngọc có hấp nè, Ngọc cho chút xíu cho nó khô khô rồi. Đó. Ở ngoài gì thì mình làm cho nó mỏng, từ còn ở trong thì giống như kiểu cái chánh giữa đó thì cho nó hơi dày dày á, đừng đừng mà một hồi nữa mình giống như kiểu nó đừng có bị ướt á dưới cái chân của nó đó, vậy thôi. Ngọc nói rồi, Ngọc gắng cố gắng thôi đó không đó. Thấy là biết không biết nắng rồi. Thì bây giờ hồi nó không túm thì nó cười thôi, nó cười đó ha. Thì nó đại khái đó vậy đó nha, mình chỉ biết nắng tới đây thôi, còn nắng khéo nữa là Ngọc không biết nắng đâu đó, vậy thôi. Nó tấm là vậy ha, đó thành cái hình bánh bao vậy thôi. Ok, quyết định vậy đi. Vậy đó, giờ ủ tiếp. Hello bà cô bác anh chị nha. Đó, bây giờ lặn lội làm nãy giờ thì đó cũng được, đó cũng được hình như được cũng được mười mấy cái cho lên ha. Thì Ngọc ủ nãy giờ là 15 phút gần 20 phút thì nó cái bánh nó hơi nở hơn chút xíu, như tại vì cái bột nãy mình mới cán đó ha. Mình cũng phải để cho cái bột giống như cho nó nở ngược trở lại, đừng mình hấp cho nó nổi nha. Đó, còn bên đây Ngọc cũng vậy, Ngọc hấp hai lần đó. 2 4 6 chắc 12 cái. Trời, hay gì vậy? Chiều hai chị em khỏi có giành lộn. Rồi bây giờ đó, nước chắc đây mà sao nó sôi đó, bây giờ Ngọc sẽ bưng đi từ từ nha ông bà các bác anh chị. Bây giờ Ngọc bưng cái này trước đi, rồi Ngọc quay lại Ngọc lấy cái Ngọc mở cửa cho chị Linh. Thôi Ngọc mời ông bà các bác anh chị đi hấp bánh cùng Ngọc nha. Tại trong cái nước hấp bánh đó là mình phải bỏ giống như khoảng 2 muỗng ăn canh giấm nha ông bà các bác anh chị, cho cái bánh mình nó trắng nha. Đó, bây giờ Ngọc mời ông bà các bác anh chị mình đi hấp bánh. Còn thành quả như thế nào thì Ngọc chưa biết nha. Chờ coi sao. Đây, nước sôi nha. Đó, bỏ lên. Bỏ lên một sẵn chiếc bia vàng lên trên nhà trên. Hấp hai bên luôn đi. Đó, nha. Đó, bây giờ Ngọc hấp nha. Rồi mình giống như Ngọc hấp đi. Ngọc hấp bao lâu, giống như khoảng Ngọc nghỉ khoảng 10 phút Ngọc phải xả hơi rồi xong. Chắc Ngọc nghỉ hấp cũng khoảng 20 phút á. Chứ đồ giống như đồ mình mà mặc dù cái nhân nó đã chín rồi nhưng mà mình cũng phải hấp cho cái bánh nó chín cái da nha bà các anh chị. Bây giờ Ngọc sẽ hấp, khi nào Ngọc xả hơi thì Ngọc sẽ chia sẻ. Hello bà các anh chị nha. Bây giờ là cái bánh bao của Ngọc hấp 10 phút Ngọc xả hơi, rồi Ngọc đậy lại Ngọc thêm 10 phút. Bây giờ là Ngọc nghỉ nó chín rồi đây. Wow, hai chị lên ha, quá ngon bên đây luôn đó ha. Phồng lên nha ha. Bây giờ Ngọc sẽ chắc ra ha. Ngọc đem ra mà trước nó sắp sọp luôn á, mà nóng lắm. Rồi Ngọc sẽ đem ra mà trước Ngọc trình bày đi, chứ bây giờ là Ngọc phải lấy từ từ ra nha. Bà có ba chị đó dành lắm, như là bây giờ là 20 phút là cái bánh bao nó như vậy đó, mềm lắm, xốp lắm ha. Đây bên đây. Mặc dù nắng không có đẹp nhưng thấy ngon ha. Ngon lắm à, sốt sọt à ha. Ok. Rồi mình thay cắt xong đi. Đúng rồi. Hello và cô bác anh chị nha. Đó, bánh bao của Ngọc xong rồi nè ha. Đó, Ngọc nắng đủ size chứ. Nhỏ cũng có mà lớn cũng có. Đây, cái này là size lớn nhất ở trong đây rồi đó ha. Ngon nha bà cô bác anh chị, xốp nha ha. Bây giờ còn nóng lắm nên Ngọc sẽ cắt trực tiếp cho bà các anh chị xem nha. Giờ Ngọc sẽ đây. Wow, rất là xốp, rất là ngon nha. Đó ha,
nè, cái da nó nè, nó rất là ngon nha. Giờ Ngọc sẽ ngon hết cho Linh hả? Đây, nó rất là xốp luôn á. Chị Linh nhìn nè. Dễ thương quá chừng, mà nó rất là thơm nha ông bà các bác anh chị, rất là thơm luôn á. Chị Linh chờ ông Ngọc, Ngọc lấy cái ly nước nghe chị Linh hả? Ok. Ngọc lấy ly nước cái xong rồi. Xin lỗi ông bà các bác anh chị nha, chàng ơi ở trong chổng á, làm nãy giờ anh hồi nó khát nước mà chị Linh đã giống như Ngọc phải lấy giống như nước là nước ấm thôi, Ngọc uống nước ấm thôi ha. Cái này ông bà các bác anh chị rất là xốp nha. Đây bây giờ Ngọc sẽ cắt ra. Ngon quá trời lên ơi, nó giống như nó xốp xộp hả? Ngọc để trứng rồi trong này nè, nó xốp nè ha ha, còn khó nghi ngút luôn nha. Cái da nè, để Ngọc chia sẻ cho con cái da nè nè ha, nó rất là xốp, nó rất là ngon nha. Đó là mình có một muỗng canh bột bắp trong đó đó ha. Rồi cái sữa đó là giống như kiểu mình muốn dùng sữa hô mồ thì mình dùng nha. Để Ngọc mời bà có anh chị để Ngọc ăn thử đi. Đây cái này có trứng nè. Ôi xốp ngon lắm chị Linh ơi. Thôi Ngọc mời bà có anh chị nha, Ngọc ăn thử một miếng bánh bao nha. Nó xốp mà nó mềm rất là ngon. Mà cái nhân á rất là vừa ăn. Cái nhân nãy Ngọc bỏ trứng muối. Ngọc bỏ trứng muối xong rồi Ngọc bóp vô đó luôn á. Mà mình không có niêm muối mà trong đây nó có lạc xưởng ha. Ngọc có dầu hào. Rồi với một chút cái sốt của xíu xíu hồi nãy đó chị Linh thấy không? Đúng. Nhưng mà nó rất là ngon và của anh chị nó rất là xốp. Thử nha, thử làm mà cái bánh bao này đi. Nè, Ngọc gỡ cho coi nè, nó dai vậy nè ha. Đó, mà nó rất là xốp nha, nó rất là xốp, nó xốp giống như bánh bông lan vậy nè. Cái da rất là ngon nha. Mà cái nhân nữa, đó. Thì hôm nay cái vị ngọt là cũng vừa luôn đó. Tại vì Ngọc bỏ hồi nãy là một muỗng rưỡi ăn canh đường nha. Nhưng mà ông bà cô bác chị nhớ đó, mình làm cái sữa này nè, rất là thơm. Tại vì á, Ngọc có làm qua sữa này rồi, mà Ngọc cũng có làm sữa hô mô rồi, Ngọc cũng làm nước ấm rồi nó. Tại vì thật sự chồng của Ngọc người qua mà ha, cho nên ông cũng thích ăn bánh bao lắm, cho nên Ngọc làm Ngọc biết. Mà thường á, hai giống như loại nước ấm cũng được mà loại hô mô cũng được, nhưng mà Ngọc thích cái sữa này nhiều nhất, tại cái sữa này làm ra cái bánh bao rất là thơm ha. Thì tùy mình thôi nha, nếu mình có cử kiên về sữa thì mình chỉ làm nước ấm thôi, nhưng mà làm cái công thức giống như cô Ngọc vậy á là ngon lắm. Thì hôm nào đó ông bà cô bác anh chị hay là mình giống như đi lại nhà bạn hay như là mình lại nhà mẹ hay là cha gì mình thăm cha mẹ rồi mình làm thử, mình ăn thử nha. Thì hôm nay Ngọc cũng cho Ngọc xin uống cái nước lấy nước cho kịp uống, nhiều chuyện quá. Thì hôm nay Ngọc giống như làm bánh bao cho gia đình ăn, Ngọc chia sẻ với ông bà cô bác anh chị ha. Thì trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái bánh bao của Ngọc nha. Thì hôm nào mà làm cho gia đình ăn đó, Ngọc để gì cho chị Linh thấy cho đẹp. Thì Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị giống như đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều ha. Và cũng thương Ngọc. Thì nếu ông bà cô bác anh chị có thương cái kênh Ngọc Linh TV Canada, hãy cho cái kênh Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha. Trước lúc tạm biệt ông bà cô bác anh chị, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng tươi trẻ và yêu đời nha. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.